Tiếp theo là cuốn thứ 11. Tam quân nay sắp hết rồi, Phật trời hội nghị lập đời thượng quân, truyền trao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân nay thể như bèo, nay còn mai mất hiểm nghèo thoáng giòn. Lớp thì tật bệnh gây mòn, lớp thì bão lụt nhân dân khốn nạn, lớp đau lớp chết nhộn nhằn, lớp thì ban trái bốn mùa nào ăn. Lớp thời sơ thế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nạn biết bao. Lớp thời ta quý lao sao, xui mù làm loạn hại dân muôn ngàn, giá hình giá dạng nào tàn, ai ham quê nguyệt thì mang lấy sầu. Hỗn hào chẳng có khỏi đâu, trời đã mở cửa thả bầu yêu tinh. Thấy đời trần hạ bất kỳ bình, chửi rủa chẳng kể thần linh chút nào, chửi cha mắng mẹ bào hao, khi chê trời Phật hùng hào lắm thay. Tưởng hình tưởng cốt bằng cây, đặt tên kiêu ngạo khổ thai bớ trần. Phật trời đâu mắc tội trần, cho nên cõi thế hành thân làm vậy. Ngọc hoàng trên chính từng mây, Phật trời ngự chốn phương Tây lôi đài. Thánh thần có thiếu nợ ai, cho nên trần hạ réo kêu hoài hoài. Đại càng nào phải tay sai, cho nên trần hạ réo mà dịch ôn. Ngũ hành sơn đồng chúa ôn, cũng không chọc ghẹo dưới miền trần gian. Thất nương bãi ơi phẩm rõ ràng, dầu cho cửu phẩm thời là cửu cung, cũng không thiếu ai nợ dưới trần, cho nên kêu réo chuyện gian non bồng. Quan ý công châu tướng hai ông, nợ trần trái hết
chết reo kêu làm gì. Hưng bình tài lý bốn người, tham gian của thế vậy mà món chi. Cho ý nên dương thế réo kêu, lòng dương ngủ dị cướp chi của trần. Cho ý nên kêu réo vang sân, thủy long hà bá không dành ruộng nghi trâu. Trần gian kêu réo nhất khi đầu, linh thần thổ gió phá nào nhà ai. Cho ý nên kêu réo hoài hoài, năm non bãi núi cũng không thua bài. Cho ý nên trần hạ kêu hoài, réo kêu thời mắt khi quả tai liền liền. Tôi đây vốn thiệt là điên, Phật trời cho dài dưới miền trần gian. Đêm ngày giấc ơi ngủ ơi nào an, thương trong lễ thứ mắt đàn yêu mang. Phải chi thiên hạ như ta, thành tâm niệm Phật Di Đà Thích Ca. Tôi khùng nói chuyện Di Đà, người khôn thời réo các ông các vị bàn. Chửi rủa réo hết gần xa, ông kia bà nọ đủ mà bài cung. Phật đi trời thần thánh đâu dung, mấy đứa hung ác còn dung nổi gì. Người nào niệm Phật ơi từ bi, thần lành theo giữ sợ gì mang tay. Lung lăng hung uy ác ỷ tài, thời có thần giữ theo hoài hai bên. Khuyên trong thiên hai gần xa, phải suy phải xét trẻ già chớ ương. Tôi đã biết hết tỏ tường, tội phước hai lẽ không phương nào lầm. Tu hành thì đắng thiện tâm, ác nhân lại mắc ghi cõi âm luân hồi. Tu hành sao sẽ sang giàu, tiền căn nhân quả diệu màu không nghi ngờ. Thứ nhất lấy ơi vợ người ta, thứ nhì ác đức sanh ra thú cầm. Thứ ba châu chó làm ăn, thứ tư có chữa phá thai vậy mà. Sanh rồi thác ơi xuống diêm la, xa vào hạt cây ấm khảo trai
khổ hình. Thứ năm ơi chẳng kể diêm đình, thứ sáu khi về Phật thần thánh tiên, thứ bảy chế trong cửu quyền, thứ tám hiếp đáp người hiền mồ côi. Cho nên mắt cơi đọa luân hồi, cùng căn mạc kiếp mạc đời chung thân. Thứ chín chửi gió mắng giông, đánh đài chửi tơ đắng cay muôn phần. Tuy là nó ở tớ đài, thiện sanh nhân số phải xây luân hồi. Ai ai cũng số ở trời, tiền căn báo hậu dậy thời bớ dân. Lung lăng thời khó muôn phần, nói cho ba tánh dưới trần luận suy. Thứ mười đừng có khinh khi, khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đói khó cút côi, sáng vào hiệp đáp vô hồi chẳng nghi thương. Đừng khoe lớn ơi cột cao rường, bạc muôn lúc vừa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Sum dậy một ơi hội rất đông, cuồng phong thổi tới gầm trong còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bò rạp với đạo điên dương trần.